Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là sàng lọc trước sinh và sơ sinh, những điều cần biết. Thưa quý vị và các bạn, mang thai và sinh được mẹ tròn con vuông là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Thế nhưng mà trên thực tế thì đã có rất nhiều trẻ sinh ra gặp phải những vấn đề lớn về sức khỏe và các mẹ bầu thì cũng không tránh được những biến chứng nguy hiểm trong suốt quá trình mang thai như là tiền sản giật, tim mạch hay là tiểu đường. Và cách để hạn chế được tất cả những vấn đề đó chính là sàng lọc trước sinh. Vậy cụ thể thì sàng lọc trước sinh là gì, nó có ý nghĩa như thế nào và nên thực hiện ra sao? Tất cả những vấn đề này sẽ được bác sĩ giải đáp trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Võ Tá Sơn đến từ Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sàng lọc Sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ạ. Vâng, chào Thùy Linh, xin chào quý vị khán giả của chương trình Sức khỏe của bạn. Tôi là bác sĩ Võ Tá Sơn đến từ Trung tâm Chẩn đoán Trước sinh và Sàng lọc Sơ sinh Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Hôm nay thì rất là vui được tham dự cái chương trình Sức khỏe của bạn để chia sẻ với tất cả mọi người những cái kiến thức cơ bản về sàng lọc trước sinh. Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. 34 tuổi, con đầu đã 9 tuổi, chị Lê Thị Bé mới lại mang thai. Vì khoảng cách giữa hai lần mang thai cách nhau cả chục năm, tuổi lại đã cao nên chị Bé rất lo lắng. Chị cũng biết không phải phụ nữ nào mang thai cũng bình thường, có rất nhiều vấn đề bất thường có thể xảy ra. Nên trong suốt thai kỳ, chị đều tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, khám sàng lọc và khám định kỳ. Nhờ vậy, chị theo dõi được sự phát triển của em bé và sẵn sàng để làm mẹ. Chị Bé chia sẻ. Mang thai đến nay là đứa thứ hai. Nên cái điều đầu là vì chưa có điều kiện để sàng lọc các thứ nên em không biết, nhưng bây giờ được nghe các bác sĩ tư vấn ấy, em muốn con mình phát triển khỏe mạnh bình thường để nên em đến đây hôm nay đến đây để sàng lọc để xem con mình có phát triển bình thường hay không. Em bé trong bụng có phát triển bình thường không, có bị dị tật nào không, đó là tâm lý lo lắng chung của hầu hết phụ nữ khi mang thai. Hiện nay với sự phát triển của y học, những câu hỏi này hoàn toàn có thể giải đáp được bằng phương pháp sàng lọc trước và sơ sinh. Khám sàng lọc trước và sơ sinh đang là phương pháp được hầu hết các phụ nữ mang thai quan tâm thực hiện. Tại Trung tâm Sàng lọc trước và sau sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, mỗi tháng có khoảng 500 đến 700 thai phụ được khám sàng lọc. Bác sĩ Lê Thế Thắng, Trung tâm Sàng lọc trước và sau sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết thêm. Trong suốt quá trình thai kỳ thì phụ nữ mang thai có 3 thời điểm để khám sàng lọc. Thời điểm thứ nhất đó là vào lúc 12 tuần, thời điểm thứ hai là 22 tuần và thời điểm thứ ba đó là 32 tuần. Và mỗi thời điểm thì nó có ý nghĩa khác nhau về mặt sàng lọc cũng như là chẩn đoán. Thì thời điểm đầu tiên đó là lúc 12 tuần. Vì sao thời điểm này rất là quan trọng, và nếu như họ đến muộn thì cái vấn đề họ đình chỉ sẽ khó khăn hơn. Hiện nay thì có nhiều cái dấu hiệu bất thường trên 12 tuần có thể phát hiện được trên siêu âm. Một số trường hợp như bất thường tim, 12 tuần thì cũng có thể phát hiện được khá nhiều bất thường tim. Và có khoảng 30% dị tật có thể phát hiện ở tuần thứ 12. Sàng lọc trước sinh không chỉ giúp cho phụ nữ mang thai yên tâm và chủ động trong suốt thai kỳ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số. Để đảm bảo tất cả em bé sinh ra đều khỏe mạnh, phát triển tốt, thì các bà mẹ cần tuân thủ khám sàng lọc và khám định kỳ đầy đủ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về sàng lọc trước sinh. Vâng thưa bác sĩ ạ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết sàng lọc trước sinh thì có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ và thai nhi ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì sàng lọc trước sinh là một cái mà chiến lược rất là quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dân số của Chi cục Dân số, của Tổng cục Dân số đã đề ra từ chương trình này đã có từ rất lâu rồi.
và nhằm mục đích là mình khám phát hiện sớm các bất thường của thai nhi, mình quản lý một cái thai nhi cho nó tròn vẹn và có những cái chuẩn bị tốt nhất để cho em bé chào đời được mẹ tròn con vuông. Vâng ạ. Và những cái đối tượng nào thì nên được sàng lọc trước sinh thưa bác sĩ? Vâng, đây là một câu hỏi mà rất chi là thú vị ạ. Tất cả phụ nữ mang thai thì đều nên tham gia sàng lọc trước sinh, bởi vì cái tỷ lệ dị tật thì không phải là chỉ ở một nhóm người, ví dụ lớn tuổi hay là ít tuổi cả, mà tất cả những người đã mang thai thì đều có cái nguy cơ mang những em bé nó không được tròn vẹn. Nên là chúng tôi luôn khuyến cáo tất cả các phụ nữ mà ở độ tuổi sinh đẻ và những phụ nữ mang bầu thì đều nên tham gia sàng lọc cơ bản. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là những nguy hiểm nào mà mẹ và bé có thể gặp phải nếu như không được sàng lọc trước sinh và sau sinh ạ? Dạ, thưa Thùy Linh, thưa quý vị, thì sàng lọc trước sinh là nhằm mục đích thứ nhất là đảm bảo cho một em bé lành lặn ra đời. Cái chuyện thứ hai là phòng chống những cái biến chứng của mẹ có thể gặp phải, ví dụ như là tăng huyết áp, tiền sản giật, tiểu đường, những cái nguy cơ mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ trong quá trình mang thai và quá trình sinh đẻ. Vì thế mà cái chương trình sàng lọc trước sinh này nó giúp cho chúng tôi là kiểm soát được cái hình thái của em bé bên ngoài, nó có lành lặn hay không, những cái chức năng của em bé nó có hoạt động tốt không, những cái bản chất, những cái về bình thường về mặt di truyền. Tức là chúng ta có một em bé bình thường thì nhìn bên ngoài hình thái bình thường, và bên trong nữa đó là những cái cấu trúc di truyền của em bé bình thường nữa. Đấy, và về phía mẹ ngoài những cái mà biến chứng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể dự phòng trước, chủ động dự phòng, chứ không phải là đến khi có chúng ta mới chữa trị. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã được tìm hiểu những cái thông tin cơ bản về sàng lọc trước sinh. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu tư vấn những câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email. Đầu tiên là câu hỏi của chị Lê Thị Thơm gửi về từ Anh Sơn. Tôi năm nay đã 37 tuổi, đang có ý định mang thai. Nhưng nghe nói là phụ nữ càng lớn tuổi thì nguy cơ sinh con bị dị tật càng cao. Vậy tôi còn nên làm những xét nghiệm gì để đảm bảo sức khỏe cho con khi ra đời hoàn toàn bình thường? Chào chị Thơm. Thì cái nhóm tuổi 37 tuổi thì trong chẩn đoán trước sinh chúng tôi coi đây là nhóm tuổi mang nguy cơ cao sinh con mang dị tật, đặc biệt ví dụ như là những cái lệch bồi như là bệnh Down. Thì với cái nhóm tuổi này thì chúng tôi luôn khuyến cáo các ba mẹ khi có bầu thì hãy đến những cái cơ sở khám thai uy tín, những cái trung tâm, đặc biệt là những cái trung tâm chẩn đoán trước sinh để khám thai, quản lý thai ngay từ đầu. Ở trong cái quý 1 thì cái mốc khám thai có 3 cái mốc khá là quan trọng mà chị nên theo dõi đầy đủ, đó là 12, 22 và 32 tuần. Thì ở cái mốc chúng tôi từ 11 đến 13 tuần 6 ngày mà chúng tôi thường gọi là 12 tuần đi, thì chị sẽ được siêu âm thai đo đúng với da gáy để sàng lọc ở bình đao. Chị sẽ được siêu âm hình thái thai nhi. Với những cái tiến bộ mà của những cái máy móc hiện nay bây giờ thì chúng tôi hoàn toàn có thể phát hiện được hầu hết những cái dị tật nặng ở cái mốc mà khoảng 12, 13, 14 tuần. Đấy. Và sau khi cái mốc này thì sau khi siêu âm xong thì chúng tôi sẽ cho chị làm những cái xét nghiệm để sàng lọc cơ bản, ví dụ như là double test để sàng lọc bình đao. Có thể làm những cái xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật để xem thử là nguy cơ chị bị tiền sản giật trong thai kỳ này nó có cao hay không. Và nếu những cái kết quả này mà nó bình thường thì chị sẽ tiếp tục sang theo khám thai và theo dõi ở những cái mốc tiếp 22, 32 tuần. Và lỡ không may những cái xét nghiệm này có cái gì vấn đề gì đó bất thường thì chúng tôi sẽ ngay lập tức sẽ tư vấn cái phương án xử lý tiếp theo cho chị trong cái thai kỳ. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, và tiếp theo là câu hỏi của bạn Trần Hồng Nhung gửi về từ Nam Đan. Bác sĩ cho em hỏi là đo độ mơ da gáy cho thai nhi thì có tác dụng gì và thời điểm nào phải làm là tốt nhất? Nếu như quá mốc chuẩn mới làm thì có chính xác nữa hay không ạ? Đây là một cái câu hỏi mà tôi thấy là cơ bản. Đo độ mơ da gáy là một gần như là một trong những cái công việc mà bắt buộc trong khám thai trong một cái lần trong một cái thai kỳ ở cái mốc tuổi thai là từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Mẹ bầu thì nên chú ý cái mốc này, đừng có để đi sớm quá thì cũng được, nhưng mà đi trễ quá thì chúng ta sau 13 tuần 6 ngày thì chúng ta không có thể mà đo được độ mơ da gáy nữa.
Đấy. Và để đo cái độ mờ da gáy này thì chúng tôi luôn luôn yêu cầu các bác sĩ của mình ấy là phải in ra được, đưa lại cho bà bầu lưu giữ được một cái hình ảnh mà đủ các tiêu chuẩn. Bởi vì chỉ cần sai đi một chút là nó cảnh nguy cơ tính toán ra nó đã sai rất là nhiều rồi. Và đấy là một cái ở trung tâm chúng tôi thì rất là đòi hỏi, gọi là chặt chẽ của cái chỉ số đo độ mờ da gáy này đến từng mm lận. Vâng ạ. Và cái đo độ mờ da gáy này thì với mục đích để làm gì ạ? Đo độ mờ da gáy này thì độ mờ da gáy dày thì chúng ta biết là nó có liên quan đến những cái bất thường về nhiễm sắc thể, ví dụ như bệnh Đao. Đấy, và những cái hội chứng di truyền khác. Đặc biệt là những cái độ mờ da gáy dày này nữa thì nó cũng có thể liên quan đến những gặp thấy nhiều ở các em bé bị bệnh tim bẩm sinh. Vì thế mà khi mà một cái độ mờ da gáy mà nó có hơi nghi ngờ một chút thì chúng tôi đã phải là xem lại kỹ cái hình thái em bé này, xem thử là có cái vấn đề gì bất thường không. Chúng tôi làm những cái xét nghiệm sàng lọc đầy đủ, ví dụ như là làm double test, và đặc biệt là nhưng một cái xét nghiệm rất mới đó là NIPT NIP đấy, để mà đánh giá lại cái nguy cơ em bé này có vấn đề gì bất thường hay không. Và mẹ bầu cũng thì cũng không phải là quá là lo lắng nếu mà có một cái độ mờ da gáy mà từ 3 trở lên thì chúng tôi gọi là độ mờ da gáy dày. Nhưng mà mẹ bầu cũng nên biết là với cái ngưỡng 3/3 mm này thì cơ hội sinh ra em bé bình thường vẫn là trên 90%, nên là cũng không phải là quá lo lắng, chỉ cần khám và tuân thủ những cái mà chỉ định bác sĩ đã hướng dẫn mình và cứ làm theo những cái bước chuẩn đấy thì mình sẽ ra được cái câu chuyện. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Bảo Trân gửi về từ thành phố Vinh. Bạn Trân có hỏi: em đang mang thai tuần thứ 13, bác sĩ có khuyên là nên đi khám sàng lọc ở tuần thứ 13 của thai kỳ. Vậy bác sĩ cho em hỏi là khám sàng lọc ở giai đoạn này thì sẽ làm các xét nghiệm gì và chi phí có cao hay không ạ? Vâng, chào bạn. Thì khám ở cái mốc 13 tuần này, hay là mình gọi chung cái là khám ở sàng lọc quý 1 này, thì chúng ta đa phần sẽ làm những cái bộ xét nghiệm cơ bản. Nếu mà bạn đã khám tiền mang thai, tiền hôn nhân rồi thì những cái xét nghiệm cơ bản của này thì bạn đã làm ở cái giai đoạn khám tiền thai, tiền hôn nhân rồi. Nếu bạn chưa làm thì giai đoạn này chúng ta sẽ làm lại, sẽ phải làm. Đó là những cái xét nghiệm cơ bản, ví dụ như là công thức máu để xem thử mình nhóm máu gì, để xem thử là mình có nguy cơ bất thường nhóm máu mẹ con hay không. Mình làm cái xét nghiệm công thức máu để xem thử là mình có thiếu máu, có thiếu cái dinh dưỡng hay không. Đặc biệt ở Việt Nam có một nhóm bệnh đó là thiếu máu tan máu, thalassemia. Đấy, cái công thức máu này nó giúp chúng tôi là phát hiện được là cái nhóm nào nguy cơ cao mang gen và mang bệnh. Đấy. Chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm về tiểu đường, bởi vì những cái mà tiểu đường bị bỏ sót không được quản lý chặt chẽ thì có thể là gây những cái dị tật cho thai, gây nguy cơ thai lưu và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Chúng ta xét nghiệm những cái hóc môn tuyến giáp nó cũng tăng nguy cơ xảy thai, thai lưu. Đấy. Chúng ta làm xét nghiệm nước tiểu để xem thử là có vấn đề gì về có đàm, có đường gì trong nước tiểu không, những dấu hiệu gợi ý không. Đấy. Và ở cái mốc sàng lọc này thì chúng ta chắc chắn là sẽ làm những cái xét nghiệm sàng lọc cho em bé, đó là double test, đo độ mờ da gáy làm double test để tính toán những cái nguy cơ em bé mắc bệnh Đao như thế nào. Và chúng ta làm cái xét nghiệm, có một xét nghiệm tại trung tâm chúng tôi vừa mới cũng triển khai được một thời gian tương đối, đó là xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật. Thì cái chúng tôi sẽ tính toán ra được là nguy cơ cái khả năng mẹ bầu này có những cái tiến triển về mắc cái tiền sản giật này có cao hay không. Nếu cao thì chúng tôi sẽ cho thuốc dự phòng ngay từ giai đoạn sớm 11 đến 13 tuần luôn. Vâng ạ. Như vậy có thể thấy là cái giai đoạn ở tuần thứ 13 là một giai đoạn rất là quan trọng ạ, một cái mốc rất quan trọng mà các mẹ bầu không nên bỏ qua với những cái xét nghiệm sàng lọc, đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, và tiếp theo là câu hỏi của chị Thu Minh gửi về từ Vũng Tàu. Tôi được biết là xét nghiệm NIP là xét nghiệm cần thiết đối với các mẹ bầu, đặc biệt là những người mà có nguy cơ cao sinh con bị dị tật. Vậy bác sĩ có thể giải thích giúp tôi kỹ hơn về xét nghiệm này cũng như là độ chính xác của nó là bao nhiêu ạ? Vâng, cảm ơn chị. Đây là cái xét nghiệm NIP là một cái xét nghiệm tương đối là mới được đưa vào trong cái thực hành sàng lọc trực sinh trong thời gian gần đây thôi. NIP có nghĩa là chúng tôi sẽ lấy một ít máu của mẹ, và trong máu mẹ thì sẽ có khoảng tầm 10% những cái tế bào DNA của thai nhi, và dùng những cái công nghệ để tách chiết cái DNA này và phân tích DNA này xem thử là nó có bị bất thường về mặt di truyền không,
Chúng tôi thì thường áp dụng cái nếp này cho những cái đối tượng sau. Thứ nhất, những cái đối tượng gọi là có điều kiện sàng lọc ngay từ bước đầu thay thế double test. Cái nhóm thứ hai đó là những cái người mà chúng ta làm double test, chúng ta thấy có cái gì đó nghi ngờ, ví dụ nguy cơ cao chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ siêu khảo sát hình thái em bé, nếu thấy bình thường thì chúng tôi sẽ thực hiện cái nếp này. Đấy. Thứ ba, những cái đối tượng ví dụ như là mẹ lớn tuổi hay là những cái mà có những cái lo lắng bất kỳ cái lo lắng nào về cái thai kỳ, thì với một cái siêu âm hình thái bình thường thì chúng tôi hoàn toàn có thể là chỉ định được cái níp để mà trần an thai phụ về những cái nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể trong cho em bé. Vâng ạ, như vậy thì độ chính xác của níp chúng ta có thể là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Cái níp này thì có thể phát hiện được tới tận trên 99% các trường hợp bất thường về đau hay là hội chứng Edwards, hội chứng Pardew. Đấy, với cái tỷ lệ gọi là dương tính giả cực kỳ thấp, cỡ 0,02% gì đấy, tức là rất là tuyệt vời, một cái xét nghiệm rất là tuyệt vời. Và giá thành của cái níp này thì đang giảm rất là tốt để là thích ứng với cái túi tiền của các mẹ bầu. Chúng tôi thì rất là khuyến cáo, nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng một cái dịch vụ tốt như thế để mà tăng cái khả năng phát hiện những cái bất thường và để gọi là đảm bảo cái sự an toàn cho em bé. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Ngọc Nga gửi về từ Quảng Bình. Chào bác sĩ, em có nghe nói chọc ối là phương pháp chẩn đoán có độ chính xác cao nhất để mà xác định xem là thai nhi có thực sự mắc các cái dị tật bẩm sinh, không biết có đúng như thế hay không, và ở tuổi thai nào thì có thể phát hiện được dị tật ở bé ạ? Vâng, chọc ối là một cái phương pháp, một cái xét nghiệm chẩn đoán, chúng tôi dùng cái từ là xâm lấn. Xâm lấn có nghĩa là phải đụng vào người. Câu hỏi của anh Trần Quốc Tiến gửi về từ thành phố Vinh. Bác sĩ cho tôi hỏi, xét nghiệm máu trước khi mang thai thì có thể tránh được các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé sau sinh hay không ạ? Vâng, chào anh. Cái từ xét nghiệm máu này thì nó hơi chung chung. Thì xét nghiệm máu trước sinh thì chúng ta, nãy giờ chúng ta đã kể rất là nhiều những cái xét nghiệm cơ bản của mẹ, công thức máu, nhóm máu, học môn trường giáp, xét nghiệm đường máu, thử nước tiểu. Hay là những cái xét nghiệm sàng lọc cho thai, ví dụ như double test, triple test, NIPT hay là xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật, đều vì một cái mục đích, đó là để cho đảm bảo một cái em bé khỏe lành lặn sinh ra đời và để đảm bảo cho mẹ tránh được những cái biến chứng trong thai kỳ. Nên là cái việc này là thì rất là cần thiết và cần phải được thực hiện đúng đầy đủ trong thai kỳ. Vâng, và đó là những cái kỹ thuật xét nghiệm riêng biệt và chuyên sâu. Còn với những cái kết quả mà tổng phân tích tế bào máu đấy ạ, thì vâng, nó có ý nghĩa xác định gì với những bà mẹ mang thai hay không ạ? Vâng, cái cụ thể đi vào cái xét nghiệm mà chúng tôi gọi tắt là công thức máu. Thì ở cái xét nghiệm công thức máu thì để ý những cái chỉ số, ví như là số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu, số lượng hồng cầu thì để, và chỉ số hemoglobin thì để xem thử thai phụ có thiếu máu không. Khi mà thai phụ thiếu máu thì chúng tôi sẽ làm xem ta có thiếu sắt không, hay là đó là một cái dạng thiếu máu mà nghi ngờ bệnh lý di truyền. Đặc biệt ở dân số Nghệ An, đặc biệt là dân số miền Tây Nghệ An, thì cái tỷ lệ lưu hành cái bệnh thiếu máu tan máu thalassemia thì rất là nhiều. Và như tôi đã nói lúc nãy thì đây là một xét nghiệm cơ bản cần thiết và có thể dùng cái từ là bắt buộc đó đối với những cái người mang thai. Đấy, ngoài ra trên cái chỉ cái công thức máu này chúng tôi có thể xem được cái số lượng bạch cầu, gợi ý những cái nhiễm trùng, hoặc là chúng tôi có chỉ số tiểu cầu để xem thử là mẹ có những bệnh lý về nội khoa liên quan đến giảm tiểu cầu vô can hay không. Rất là nhiều thông tin, và vì thế mà khi mà chúng ta mang bầu, chúng ta xét nghiệm một cái công thức máu thì nên được đòi hỏi là bác sĩ của mình tư vấn kỹ những cái chỉ số đến cái. Và tiếp theo là câu hỏi của địa chỉ email hoaisuong@gmail.com có gửi câu hỏi về cho chương trình với nội dung như sau. Tôi thấy nhiều phụ nữ khi mang thai thì thường xảy ra những biến chứng nguy hiểm như là băng huyết hay là tiền sản giật. Vậy có cách nào để phòng tránh những biến chứng đó xảy ra ngay từ giai đoạn mang thai hay không ạ? Vâng, đây là một cái câu hỏi khá là thú vị. Tiền sản giật đó là cái tình trạng mà mẹ tăng huyết áp, mẹ bị phù, mẹ có tình trạng gọi là tiểu đàm. Thì đây là một, nó có nguy cơ gây lên cơn co giật và ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ trong lúc mang thai. Vì thế mà chúng tôi rất là quan tâm cái vấn đề này, và hiện tại ở cái trung tâm chúng tôi đã có những cái xét nghiệm về gọi là sàng lọc tiền sản giật ngay từ quý 1. Đấy,
Thì nếu kết quả sàng lọc này, bệnh nhân khi đến với chúng tôi thì ở cái mốc 11 đến 13 tuần 6 ngày thì sẽ làm luôn cái xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật này. Nếu mà ra cái chỉ số nguy cơ cao thì sẽ được tư vấn dùng thuốc dự phòng tiền sản giật, dự phòng cái sự xuất hiện của tiền sản giật ngay từ 11 đến 13 tuần 6 ngày. Đấy, để làm sao mà chúng ta không mè bầu trong cái thai kỳ không có xuất hiện cái tiền sản giật này. Và nếu lỡ mà có xuất hiện thì cái thời điểm xuất hiện nó cũng muộn hơn ở trong thai kỳ để độ an toàn cả để mà có thời gian để cho em bé nó phát triển nữa. Đấy, nếu mà tiền sản giật là nếu mình không dự phòng nó xuất hiện sớm thì nguy cơ cho mẹ cho con là lớn hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Hồng ở thành phố Vinh. Xin chào chị Hồng ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Bác sĩ cho em hỏi là em gọi là có thể xét nghiệm ADN cho thai nhí thì là làm vào thời điểm nào là phù hợp? Chào chị, thì cái chuyện mà xét nghiệm ADN này thì về mặt lý thuyết, về mặt khoa học thì chúng tôi hoàn toàn có thể làm được thông qua những cái bệnh phẩm của thai, ví dụ như là mẫu nước ối. Nhưng mà để lấy nước ối trong cái trường hợp này thì đòi hỏi phải có một cái yêu cầu từ cái cơ quan, ví dụ như là pháp y, chứ không phải chúng ta tự nhiên, bình thường chúng ta tự nhiên mà chúng ta đi làm cái xét nghiệm DNA của thai được. Đấy, tôi xin trả lời chị, đó là chúng tôi làm được. Và cần phải có một cái chỉ định rõ ràng, một cái yêu cầu từ phía cơ quan có chức năng. Dạ, tức nếu em hỏi cái nếu có cái yêu cầu từ cơ quan chức năng thì nếu làm thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của bé không ạ? Khi mà chúng tôi lấy mẫu nước ối thì luôn luôn tư vấn cho bệnh nhân, cho thai phụ đó là có một tỷ lệ khá là nhỏ thôi. Khoảng tầm 2/1000 thai phụ khi mà chúng tôi lấy nước ối thì có thể xảy ra những cái rủi ro như là bị rỉ nước ối, bị sảy thai, bị sinh non. Đấy, 2/1000 đó là những cái rủi ro của cái thủ thuật chọc ối để làm DNA của thai. Nhưng mà một cái thông tin để trấn an chị nữa, đó là ở cái trung tâm chúng tôi thì những cái chuyện tai biến này thì chưa có gặp bao giờ, nên là chị hoàn toàn có thể yên tâm khi thực hiện cái thủ thuật này. Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Hồng đã đặt câu hỏi về cho chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Dạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tư vấn cho câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Nguyễn Hoàng Anh gửi về từ Hà Tĩnh. Thưa bác sĩ, cho em hỏi là siêu âm để phát hiện dị tật ở thai nhi nếu như làm ở tháng thứ 7 thì còn chính xác nữa hay không và có hiệu quả nữa không ạ? Vâng, tháng thứ 7 thì ví dụ nó đặt ra những cái tình huống, ví dụ như người phụ nữ không biết mình có bầu và phát hiện có bầu lần đầu tiên ở tháng thứ 7 thì khi đến với chúng tôi thì chúng tôi cũng thực hiện siêu âm đánh giá hình thái thai nhi, và cái kết quả hình thái đấy thì vẫn là đáng tin bởi vì mình kiểm soát được những cái bất thường về mặt hình thái em bé, mình thấy là não có tốt không, tim có tốt không, tay chân có tốt không. Đấy, còn một trường hợp nữa là khi chúng ta thấy một cái bất thường ở 27 tuần thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện khác. Có thể trước đó chúng ta sàng lọc bình thường, nhưng mà tự nhiên 27 tuần thì mới xuất hiện những cái bất thường, thì đây hoàn toàn là câu chuyện mà có thể gặp phải, bởi vì khoảng tầm 10-20% những cái trường hợp thai phụ mà sàng lọc đầy đủ quý 1, quý 2 thì vẫn có thể có những cái bất thường xuất hiện muộn ở quý 3. Vì thế chúng tôi luôn khuyến cáo những cái mẹ bầu là cứ đủ 3 cái mốc là 12, 22, 32 thì để đảm bảo tốt hơn em bé của mình là không có vấn đề gì. Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Dương Hồng Trang gửi về từ Bắc Giang có hỏi. Như bác sĩ giải thích giúp cho em, đó là xét nghiệm double test và triple test trước khi sinh khác nhau như thế nào và xét nghiệm nào là tốt hơn ạ? Vâng. Double test thì xét nghiệm chúng tôi làm từ 11 đến 13 tuần 6 ngày, chúng tôi gọi là xét nghiệm sàng lọc quý 1. Còn triple test thì có thể làm ở giai đoạn quý 2 từ khoảng 15 đến 20 tuần. Nhưng mà tốt nhất là làm từ khoảng 16-17 tuần. Thì cái giá trị của double test thì có thể phát hiện được cỡ 90%. 90% các trường hợp thai nhi bị bất thường về nhiễm sắc thể, với cái tỷ lệ sai số khoảng tầm 5%. Đấy.
Còn cái triple test chúng tôi có thể phát hiện được khoảng 70 đến 75% các trường hợp bất thường nhiễm sắc thể cùng với cái giá trị sai số là 5%. Vì thế mà trong cái quá trình khám thai, những cái bà mẹ nào mà đã làm được cái double test tốt rồi thì chúng tôi không có khuyến cáo làm cái triple test nữa. Đấy, còn triple test dùng lúc nào là đó là những cái mẹ bầu. Đấy, đã lỡ không may mà mình bỏ quên mất cái mốc ban đầu làm double test thì mình sẽ làm triple test. Vâng, và tiếp theo là câu hỏi của bạn Hoài Thu gửi về từ thành phố Vinh. Chào bác sĩ, em 22 tuổi chuẩn bị kết hôn nhưng em rất hoang mang về chuyện sinh con. Gia đình chồng em thì có 3 người con, mỗi người chồng em là bình thường. Con hai em sau thì đều bị đau, thậm chí là em út còn bị nặng hơn em kê chồng. Xin hỏi bác sĩ là em sinh con có nguy cơ bị đau hay không? Em cần phải làm gì trước và khi mang thai để kiểm soát thai nhi không bị đau ạ? Vâng, cái trường hợp này là một trường hợp tôi thấy là khá là khó. Tiên sử một gia đình mà có hạn được tần 2 người bị đau, nên là cái câu chuyện này khả năng không phải là ngẫu nhiên, khả năng là có một cái vấn đề gì di truyền gì ở đây rồi. Và những trường hợp này thì chúng tôi phải đi tìm lại cái nguồn gốc xem thử là cái nguyên nhân đó là do đâu. Chúng tôi sẽ đề nghị làm những cái gọi là nhiễm sắc thể đô, cái karyotip của thứ nhất là của người chồng này, của hai người em này, của người vợ này. Thì ví dụ người chồng này lại có một cái chuyển đoàn, chúng tôi dùng cái từ hơi chuyên môn gọi là chuyển đoàn cân bằng, tức là có một bất thường về mặt cấu trúc nhiễm sắc thể ấy. Vâng. Nhưng mà chưa đủ đến cái mức biểu hiện bệnh, nhưng mà có thể đến đời con thì biểu hiện bệnh. Đấy. Thì phải làm kỹ cái nhiễm sắc thể đô của người chồng, của người vợ. Và khi có kết quả của hai người đấy thì chúng tôi sẽ tính toán là cái nguy cơ sinh con bị đau của cặp này là như nào, có cao hay không. Và nếu mà người chồng có mang những cái bất thường đấy thì khi em vừa mang bầu thì nên đến sàng lọc từ sớm, và có thể là cần thiết là phải làm những cái xét nghiệm chẩn đoán, ví dụ như là chọc ối, để khẳng định xem thử là em bé này có bị đau hay không. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ và hy vọng là bạn Hoài Thu qua cái lời tư vấn của bác sĩ thì cũng sẽ tìm được cho mình một phương pháp an toàn nhất để có thể trước khi mang thai và sau khi mang thai được an toàn. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tư vấn cho câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Tâm gửi về từ Tân Kỳ. Bác sĩ cho em hỏi là em sinh bé đầu lòng thì có xét nghiệm sàng lọc níp rồi, thì đến bé thứ hai có làm tiếp xét nghiệm này được không? Và việc lựa chọn làm xét nghiệm nào trước sinh thì phụ thuộc vào điều gì ạ? Vâng. Thì bé trước bạn đã làm níp rồi thì bé này bạn hoàn toàn có thể làm níp, thậm chí là bạn tiếp cận một cái theo con đường xét nghiệm cơ bản đó là từ double test cũng được. Nhưng mà bạn đã làm níp rồi thì giờ làm níp tốt hơn, có điều kiện thì làm thì rất là tốt. Và việc cái lựa chọn xét nghiệm này thì chúng tôi thường cân nhắc vào những cái yếu tố của người mẹ, ví dụ như là mẹ bao nhiêu tuổi, trước giờ có vấn đề gì về mặt di truyền hay không đấy, và cái ví dụ như môi trường làm việc, tiền sử bệnh tật, mẹ trước giờ có cái bệnh lý gì mà liên quan đến thai dị tật không, mẹ có dùng thuốc gì không đấy, cân nhắc những cái yếu tố. Nếu mẹ mà có một bất kỳ một yếu tố nguy cơ cao nào thì chúng tôi hoàn toàn có thể ưu tiên cái chuyện là làm níp, bởi vì nó tốt hơn và rõ ràng là chỉ lần trước làm thì chắc chị cũng có điều kiện. Đấy, thì phải cân nhắc những cái yếu tố của người mẹ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu bằng một cái double test, nhưng chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta có thể làm níp. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là của chị Khánh Ly gửi về từ Nam Đan. Bác sĩ cho em hỏi là tại sao có những sản phụ khi mang thai đã làm xét nghiệm sàng lọc và siêu âm cẩn thận, tất cả các chỉ số đều bình thường, nhưng khi mà sinh em bé ra đời thì vẫn bị dị tật. Và em đang định đi xét nghiệm sàng lọc trước sinh, nhưng mà nhiều người bạn của em vẫn nói là xét nghiệm thì chưa chắc đã chính xác đâu. Vậy em nên làm gì ạ? Vâng, đây là một cái gọi là trăn trở của các mẹ bầu. Thì chúng ta phải biết là chúng ta đang làm xét nghiệm gì và để sàng lọc cái gì. Ví dụ 11 đến 13 tuần sáu ngày thì chúng ta sàng lọc những cái gọi là bất thường nhiễm sắc thể hay gặp 13, 18, 21. Đấy. Còn bệnh thì nó có rất nhiều bệnh, ví dụ như là những cái bất thường dưới cái mức nhiễm sắc thể đấy,
hoặc là những cái bất thường về mặt gen, chúng ta chưa có sàng lọc được, chúng ta chưa có những cái xét nghiệm sàng lọc chuyên dụng mà chúng ta chỉ phụ thuộc vào cái hình ảnh siêu âm. Nên là khi mà chúng ta chưa có những cái công cụ sàng lọc thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ sót những cái bệnh mà dùng cái từ là khá là hiếm đấy. Đấy, và vì thế mà để giảm thiểu những cái sai sót đấy thì ngoài cái chuyện là chúng ta tuân thủ những cái gọi là quy trình khám thai, quy trình sàng lọc thai cho nó đúng chuẩn chỉ từng cái mốc, và khi mà lỡ không may mà thấy một cái yếu tố bất thường nào đấy thì chúng ta nên đến được chuyển đến cái trung tâm chẩn đoán trước sinh để mà ít ra ở đấy thì người ta có những cái kinh nghiệm nhiều hơn về những cái bệnh hiếm, người ta có những cái kinh nghiệm tốt hơn về mặt siêu âm thai, về mặt hình ảnh học, về mặt tư vấn di truyền đấy. Nhiều khi mà chúng ta có những cái thai phụ mà có những cái tiền sử gọi là rất là gợi ý, nhưng mà mình đi mình không để ý thì mình không thể nhận ra được, và những cái đó thì cần rõ ràng là mình cần một cái cuộc nói chuyện ngồi lại vợ chồng thai phụ, và mình phải khai thác hết các những cái yếu tố liên quan và tận dụng những cái thông tin đấy thì mới tìm ra được cái phương án để có thể mà tính làm sao mà không bị lại nữa. Vâng ạ. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của chị Thu Hằng gửi về từ Hưng Nguyên ạ. Em năm nay 31 tuổi, em đã có con 1 năm. Em đã có con 1 năm nay là con đã 4 tuổi. Hiện em có thai được 14 tuần. Và lúc mà 13,5 tuần thì em đi khám bác sĩ siêu âm đồ mơ da gáy, kết quả là 2,7mm. Sau đó thì em đi xét nghiệm double test, kết quả của em là trisomy 21, trisomy 18 và trisomy 1. Em rất lo lắng vì được biết là đồ mơ da gáy mà trên 2,5mm thì là nguy hiểm. Xin bác sĩ cho em hỏi là kết quả như trên là như thế nào? Còn đáng lo ngại hay không? Và em phải làm gì ạ? Vâng, như mình hiểu cái câu hỏi này thì bạn có một cái đồ mơ da gáy 2.7. Và khi làm double test thì nó ra một cái nguy cơ cao. Vâng. Đấy. Thì với những cái trường hợp như thế này thì gần như là nó đã có những cái quy trình chuẩn để hướng dẫn thực hành rồi. Và đồ mơ da gáy quy định là dày, chúng tôi lấy một ngưỡng cắt là từ 3 trở lên. Với những trường hợp mà 2.7 thì bọn tôi vẫn làm, có thể làm double test, hoặc là với những sản phụ có điều kiện thì có thể làm NIPT. Và chúng tôi sẽ làm một cái siêu âm khảo sát hình thái sớm, xem thử là em bé có vấn đề gì không. Nếu mà một cái em bé hình thái tốt, một cái xét nghiệm NIPT tốt để chẩn đoán là không có gọi là cái nguy cơ mắc những cái bệnh đau gì đó, bệnh đau Edwards Patau mà nó thấp, thì thai phụ hoàn toàn có thể là khám thai theo dõi định kỳ. Với những trường hợp mà thai phụ không có làm được cái níp hoặc là lo lắng quá thì đấy, những cái trường hợp nguy cơ cao này thì có thể là một chỉ định cho chọc ối ở cái tuổi thai 16 tuần. Và kết quả chọc ối bình thường cộng với những cái siêu âm theo dõi sau đó chưa thấy vấn đề gì nữa thì cũng chẩn đoán thai phụ là khả năng em bé này là tốt đấy. Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Lê Tâm Nhiên gửi về từ Hà Nội có hỏi: việc sàng lọc trước sinh không chỉ đảm bảo sức khỏe cho con mà còn đảm bảo cả mẹ bầu cũng vượt cản được thành công. Vậy xin hỏi bác sĩ là sàng lọc trước sinh thì thường phát hiện và hạn chế được những bất thường gì ở mẹ và bé ạ? Vâng, về bé thì chúng ta phát hiện được những cái dị tật về mặt hình thái và về mặt dị tật về mặt di truyền. Chúng ta cũng có thể phát hiện được những cái bất thường mà có thể điều trị được ngay trong thời kỳ bào thai. Chúng ta phát hiện được những cái bất thường mà ngay sau sinh em bé cần sự hỗ trợ của y tế ngay. Đấy, thì chúng ta cũng có cái thể cải thiện được về cái mặt tiên lượng của em bé. Còn về mẹ thì chúng ta khám thai, quản lý thai, chúng ta sàng lọc như chỗ này chúng tôi đã nói là những cái bệnh lý về nội khoa của mẹ, tiểu đường, tiền sản giật. Đấy, và một số cái tình huống mà hiếm hơn đó là gì? Những cái bất thường thai mà có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mẹ. Ví dụ những trường hợp mà phu thai, nếu mình không phát hiện sớm thì có thể gây ảnh hưởng đến mẹ, dẫn đến mẹ lại tăng huyết áp, mẹ bị phu và thậm chí liên cân co giật, ảnh hưởng đến tim mạng. Đấy, khi mà mình quản lý được những cái bệnh tật của thai thì mình cũng giúp một phần đảm bảo được cái chuyện là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Và mình
lựa chọn những cái phương án mà để đảm bảo an toàn hơn cho mẹ, không bị ảnh hưởng những cái biến chứng của thai do cái thai nghén gây ra. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, có một vấn đề mà rất nhiều quý vị khán thính giả thắc mắc, đó là nhiều người cho rằng là những cái xét nghiệm sàng lọc này thì nên làm trước sinh. Nhưng mà nếu đã sinh con rồi thì những cái xét nghiệm này không có giá trị gì nữa. Vậy thì theo bác sĩ thì cái quan điểm này là như thế nào? Trong thai kỳ thì trong quá trình thực hành thì chúng tôi cũng gặp những cái tình huống mà người thai phụ, vợ chồng thai phụ từ chối những cái xét nghiệm chẩn đoán ví dụ chóc ối. Thì chúng tôi vẫn tư vấn là sau khi em bé sinh ra có thể lấy máu của em bé để sàng lọc những cái bất thường về mặt di truyền. Và những cái bệnh lý về mặt sau sinh thì chúng tôi cũng có những cái xét nghiệm gọi là trong cái gói sàng lọc sơ sinh để phát hiện những cái bệnh lý khá là hay gặp, ví dụ như bệnh thiểu men G6PD, là điếc bẩm sinh hay là sàng lọc tim bẩm sinh. Đấy là những cái xét nghiệm mà có thể giúp cho mình chẩn đoán sớm được những cái rối loạn của em bé mà không có biểu hiện ở trong thời kỳ bào thai, thường là những rối loạn về mặt chức năng. Trước sinh thì chúng ta xem, thì chúng ta đánh giá về mặt hình thái. Nhưng mà sau sinh thì chúng ta có thể lấy máu được máu em bé thì chúng ta có thể đánh giá được về mặt chức năng, về mặt chuyển hóa của em bé nữa. Nên là lỡ mà chúng ta trước sinh vì một lý do nào đó mà chúng ta không làm được những cái xét nghiệm sàng lọc hay chẩn đoán thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cái sau sinh. Tất nhiên sau sinh thì khi em bé đã sinh ra đời rồi, nên là đó là một cái câu chuyện mà khác, chúng ta chỉ có chữa trị thôi, chứ chúng ta không thể mà gọi là phòng được nữa. Vâng ạ. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian sau sinh là bao lâu để những cái xét nghiệm này có giá trị ạ? Thường thường những cái xét nghiệm sàng lọc sơ sinh thì chúng tôi thường khuyến cáo mẹ bầu sau khi sinh thì khoảng trong vòng 48 đến 72 giờ sẽ làm những cái xét nghiệm sàng lọc cơ bản trong vòng thời gian tốt nhất là từ 48 đến 72 giờ sau sinh bằng cái xét nghiệm mà các bạn cũng biết, đấy là xét nghiệm lấy máu gọt chân sàng lọc sơ sinh đấy. Vâng ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ vì những thông tin đã mang đến trong chương trình ngày hôm nay và giúp ích cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn về sàng lọc trước sinh ạ. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và trong chuyên mục Sức khỏe của bạn vào thứ Bảy lúc 15:45 ngày 12 tháng 12 thì chúng tôi sẽ tư vấn chủ đề phòng và điều trị bệnh khớp trong mùa đông. Quý vị có thể gửi những câu hỏi liên quan về địa chỉ chuyên mục Sức khỏe của bạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị cũng có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0969002255 khi chương trình đang lên sóng trực tiếp. Xin được cảm ơn Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Ung biếu Nghệ An, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đã tài trợ cho chương trình này. Còn bây giờ tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.